Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Brand New Day. Hoàng Trọng Thùy xin trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Lưu Điện Sài Gòn TV trên tầng 56.7 Galaxy 19. Phần tin tức vào ngày thứ năm hôm nay 20 tháng 9 2018 có gì là? Trước hết là dự báo thời tiết Thảo Yên. Dạ vâng. Thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay thì nhiệt độ thật sự ra cũng không có khác ngày hôm qua là bao nhiêu, khi mà chỉ có tăng lên khoảng đâu 2-3 độ mà thôi. Chính vì vậy ngày hôm nay thì ở tại Westminster và Garden Grove đến trưa ngày hôm nay thì cũng chỉ lên tầm ở mức là 78 cho đến 80 độ là cao nhất. Còn ở Anaheim thì có thể lên đến 83-84 độ. Và từ đây cho đến cuối tuần thì thứ bảy và chủ nhật sẽ là hai ngày có thể nói là ấm áp nhất ở trong tuần. Đặc biệt là ngày thứ bảy có thể lên từ 90 là tại ở Westminster Garden Grove, nhưng mà từ Anaheim đi trở lên San Bernardino thì là có thể lên đến 94-95 độ thưa quý vị. Vâng, trong khi đó chúng tôi vừa nhận được một bản tin breaking news từ tiểu bang Maryland. Đây là bản đồ một thị trấn mang tên là Perryman. Thưa quý vị, chuyện gì đang xảy ra? Lại xảy ra một vụ nổ súng liên can tới nhiều nạn nhân. Họ chỉ nói multiple victims, có nhiều nạn nhân, 3-4 hay là hơn nữa. Tương tự như hai vụ nổ súng xảy ra vào ngày hôm qua ở Pennsylvania và Wisconsin. Thế nhưng ngay lúc này, cơ quan FBI đã liên can đến cuộc điều tra và cảnh sát kêu gọi người dân đừng đi vào khu vực này. Trên bản đồ quý vị nhìn thấy có xa lộ 159 đi đến dòng sông Elk, hoặc là dòng có nhiều cái nhánh sông. Thì nhánh sông này mang tên là Bush River, thưa quý vị, nhánh sông Bush. Đây là khu vực đang xảy ra và chúng tôi sẽ trong một giờ đồng hồ tới đây, nếu có bản tin cập nhật sẽ gửi đến quý vị. Nhưng tin tức breaking news cho biết là xảy ra nhiều nạn nhân, có ai thiệt mạng hay không. Tình hình tài chính tại Hoa Kỳ vào sáng ngày hôm nay, thị trường tiếp tục lên mạnh sau khi đã tăng vào ngày hôm qua. Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 đều lên rất mạnh. Dow Jones lên tới 231 điểm. Ngày mai thứ sáu là ngày mà iPhone XS, X Max sẽ chính thức bán ra, thưa quý vị. Và ngay bây giờ thì mọi người đều trông chờ là số bán sẽ đạt được cái con số tốt, không biết có kỷ lục hay không, với cái giá bán hiện nay. Và Apple cũng tuyên bố là sẽ phải tăng giá bởi vì chiến tranh mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Thế nhưng dù có cuộc chiến tranh mậu dịch, nhưng mà trong hai ngày nay dường như giới đầu tư từ châu Á, châu Âu đến Hoa Kỳ đều xem nhẹ tình hình này. Họ nói rằng rồi thế nào cũng ổn mà thôi. Vào thời điểm này là thời điểm tốt để giới đầu tư mua bán chứng khoán, và họ mua nhiều hơn là bán. Dow Jones lên được 231, Nasdaq lên gần 70 điểm, thưa quý vị, vượt quá 8.000 rồi. Wow, đây là con số kỷ lục mới của Nasdaq. S&P 500 còn khoảng chưa đầy 80 điểm nữa là sẽ có mức kỷ lục 3.000 điểm lần đầu tiên trong lịch sử, thưa quý vị. Dow Jones cũng thế, sắp lên tới mức 27.000 rồi. Toàn là tin tốt hôm nay mà thôi. Shanghai, Thượng Hải thì xuống 1.6, còn Hồng Kông thì lên được 70. Nikkei thì hầu như dậm chân tại chỗ, Nikkei của Nhật Bản, thưa quý vị. Trong khi đó giá dầu xuống 13 sen 70 đồng 99 sen, vàng lên được 70 sen 1.209 đồng. Ông giám đốc tổ chức mậu dịch thế giới WTO, ông này tên là Roberto Azevedo, hôm qua ông tuyên bố, và không biết là có trấn an hay không, nhưng mà ông nói rằng
nếu mà chúng ta nhìn thấy cái cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc á, theo ông chưa có chấm dứt đâu. Vâng, mà trước đó một ngày đó, ông Jack Ma, tổng giám đốc của công ty Alibaba, công ty tương tự như Amazon nhưng mà ở Trung Quốc đó, thưa quý vị, cũng tuyên bố theo ông chiến tranh mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc có thể kéo dài tới 20 năm. Ông nói rằng không vài tháng, không vài năm đâu, bởi vì nhìn thấy cái tình hình này đó, rất khó mà giải quyết được cái thâm hụt mậu dịch Hoa Kỳ, mà còn mỗi khi mà còn thâm hụt mậu dịch thì sẽ còn cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Theo lời ông đó, bất kể cái vị tổng thống đó là ai, thì cái câu hỏi đặt ra về cái cán cân mậu dịch giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ luôn luôn hiện hữu và kéo dài tới 20 năm. Ngày hôm nay, cái lời tuyên bố của Jack Ma đã được ông Azevedo khẳng định một lần nữa. Thưa quý vị, ông nói rằng lý do mà chiến tranh này nó sẽ kéo dài vì Hoa Kỳ và Trung Quốc, cả hai quốc gia này đều có những cái phương pháp và công cụ về tài chính để có thể đương đầu với nhau. Đầu tiên, người ta thấy rằng Trung Quốc mặc dù cái nền kinh tế có hơi xì hơi một chút xíu, nhưng mà chỉ là xì hơi, giống như quý vị chưa có cảm, chưa có bị cúm nằm liệt giường, quý vị chỉ mới hắt xì hơi một cái thôi. À, với những cái cú đấm từ bên phía Hoa Kỳ đưa ra, chưa có hoàn toàn nằm liệt giường. Cho nên ông nói rằng dù có xì hơi nhưng mà nền kinh tế của Trung Quốc vẫn tốt. Một khi người Mỹ, cái vấn đề chính ở đây, một khi người Mỹ vẫn tiếp tục mua hàng của Trung Quốc, mà mua hàng của Trung Quốc, điều đó vẫn tiếp tục tiếp sức cho Trung Quốc có thể đánh trả lại những cú đấm từ phía ông Trump vào lúc này. Một lần nữa thưa quý vị, WTO khẳng định là nền kinh tế giữa hai quốc gia sẽ còn những biến động trong thời gian tới đó thôi. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó cập nhật về số người bị thiệt mạng do cơn bão Florence thì được biết là hai cái trường hợp mới nhất đó là hai người phụ nữ vốn đang bị giam giữ ở một cái cơ sở y tế vì họ bị những cái vấn đề về tinh thần, thì trong lúc mà được hai cảnh sát áp giải trong chiếc xe, được biết là chiếc xe này đi ở trên Freeway 76 ở tại tiểu bang South Carolina, thì Highway 76 này chỉ nằm cách con sông PD River có nửa dặm mà thôi, thì chiếc xe này đã bất ngờ bị lũ ập đến và nhấn chìm chiếc xe. Thì lúc mà lực lượng cứu nạn đi đến thì họ chỉ có cứu được hai người cảnh sát này. Hai người này may mắn là họ đã trồi đầu lên trên cái nóc xe, cho nên là họ vẫn còn thở được. Và đến ngày hôm qua thì cảnh sát vẫn đang tìm cách trục vớt xác của hai bà bị kẹt ở trong xe. Đó là hai nạn nhân có tên là Wendy Newton, 45 tuổi, và Nicolette Green. Thì hiện nay cảnh sát vẫn đang điều tra xem là vì sao cái chiếc xe này lại đi cái con đường này để mà đi đến bệnh viện. Thì có lẽ là con đường này không phải là con đường ngắn nhất, nhưng mà có lẽ do nước lũ những con đường khác đã bị ngập, hai người cảnh sát họ quyết định đi cái con đường này gần sông quá, cho nên là bị chìm, thưa quý vị. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý ngay sau phần quảng cáo. Mời quý vị cùng theo dõi.